Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Đến với video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm chăm sóc cà tím. Thì ở video trước, tôi đã chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm ươm cà tím con. Thì đến video này, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cà tím sau khi trồng. Cà tím là cây là rất là dễ trồng. Tuy nhiên, để trồng đạt được năng suất cao, chúng ta cần phải chú ý một số vấn đề như tưới nước, bón phân, cắt tá, tỉa cành, và phòng trừ sâu bệnh. Thì thứ nhất là tưới nước. Đối với cà sau khi trồng thì chúng ta tưới nước ít nhất mỗi ngày một lần, đặc biệt là vào những ngày trời nắng. Còn trời mưa thì chúng ta có thể không tưới cũng được, để đảm bảo làm sao cho đất luôn có độ ẩm. Thì có như vậy thì cà mới lớn nhanh được. Bởi vì cà cũng như tất cả các loại cây trồng khác không thể hấp thu được chất dinh dưỡng nếu mà không có nước. Vì nước là môi trường để hòa tan các chất dinh dưỡng và mang các chất dinh dưỡng đến cho cây hấp thu. Vì vậy, nước là một yếu tố rất quan trọng đối với cà. Chính vì thế mà ông bà ta ngày xưa có câu: nhất nước, nhì phân, tam cần và tứ giống. Nước cần thiết cho cây để chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cây. Nước đã góp phần tạo nên các sản phẩm của cây như là rễ, thân, lá, hoa và quả. Trong các cái sản phẩm này, nước có thể chiếm đến 90%. Do đó nên thiếu nước nên sẽ làm giảm năng suất và giảm chất lượng trái. Nước còn là cần thiết để cho cây giải nhiệt, cây chống chịu với môi trường. Để giữ ẩm cho đất thì tôi sử dụng rơm để phủ lên mặt đất như thế này. Thì phủ lên một lớp như thế này nó sẽ giữ ẩm cho đất rất là tốt các bạn. Và khi chúng ta tưới thì nước nó sẽ thấm vào trong đất dễ dàng hơn. Và thứ hai nữa là khi mà sử dụng rơm để phủ trên mặt đất như thế này thì nó hạn chế được cỏ rất là nhiều. Và ngoài ra còn cái lợi ích của rơm nữa là khi chúng ta phủ lên như thế này thì khi mà chúng ta rải phân, chúng ta tưới, phân nó sẽ hòa tan và nó ngấm xuống đất nhanh hơn. Và thứ hai nữa là khi rễ cây, khi mà chúng ta phủ rơm như thế này có độ ẩm thì rễ sẽ phát triển trên mặt đất nhiều hơn. Khi đó chúng ta bón phân thì cây sẽ hấp thu nhanh hơn. Ở đây tôi có hệ thống tưới nước phun mưa. Thì tuy nhiên thời điểm này cây còn nhỏ nên để tiết kiệm nước tôi dùng ống tưới như thế này. Rồi khi cây lớn thì sẽ sử dụng ống tưới nước phun mưa. Và đây là hệ thống tưới nước phun mưa các bạn. Thì tôi sử dụng máy bơm bằng máy dầu để bơm để tưới như thế này thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và tiết kiệm được chi phí của chúng ta tưới nha các bạn. Tuy nhiên thì tưới như thế này thì nó tốn cái lượng nước nhiều hơn. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm bón phân. Cà sau khi trồng được 1 tuần thì chúng ta bắt đầu tưới phân cho cà. Thì nhiều bạn hỏi là tại sao chúng ta không bón vào gốc mà chúng ta tưới phân các bạn. Thì giai đoạn này là do cà mà chúng ta mới trồng, bộ rễ phát triển chưa nhiều nên chưa hút được nhiều phân trong đất cũng như phân mà chúng ta bón vào gốc. Do đó thì chúng ta hòa phân vào trong nước và tưới vào gốc thì cây sẽ hấp thu tốt hơn và cây sẽ lớn nhanh hơn. Nếu trong thời gian này mà chúng ta chăm sóc tốt thì cây nó phát triển tốt, sẽ cho trái sớm hơn. Vào khoảng 65 ngày thì cây sẽ cho trái đầu tiên. Còn ngược lại, nếu chúng ta chăm sóc không tốt, đặc biệt là vào mùa nắng thì cây sẽ cho trái muộn hơn các bạn. Nếu mà chúng ta chăm sóc không tốt thì có thể là tới 70 hoặc 80 ngày cây mới cho trái đầu tiên các bạn. Các bạn ngâm phân NPK 20-20-15 vào trong nước, cho phân tan đều trong nước rồi chúng ta lọc lấy cái phần nước này chúng ta tưới không được các bạn. Còn không, nếu các bạn sử dụng ure tưới không cũng được. Bởi vì giai đoạn này thì cây chủ yếu là cần nhiều ure để phát triển cành chồi lá các bạn. Thì chúng ta hòa tan 1 kg ure trong 2 lít nước các bạn. Thì nhớ là 1 kg ure chúng ta hòa trong 2 lít nước. Còn nếu như chúng ta hòa ít nước hơn thì ure nó hoặc tan chậm hoặc là không tan hết các bạn. Chúng ta khuấy cho đến khi phân hòa tan đều trong nước. Sau đó chúng ta sử dụng thùng 10 lít nước, chúng ta cho 200 ml nước phân chúng ta vừa hòa tan vào trong thùng. Thì sau đó chúng ta đổ nước vào trong thùng này. Thì chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ được
một cái tỷ lệ là 1%, tức là 1 kg phân này thì chúng ta có thể là hòa trang được cho 100 lít nước. Thì đối với cái thùng 10 lít này thì chúng ta sẽ tưới cho khoảng 20 cây, thì tức là một cây chúng ta sẽ tưới được 0,5 lít nước. Như vậy thì mỗi cây nó sẽ tưới được là khoảng 5 gram ure. Thì đối với cây lớn hơn thì chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ phân lên, có thể là tăng lên 22% chẳng hạn. Thì cây lớn thì chúng ta có thể tưới cái lượng nước nhiều hơn, thì có thể từ 2 đến 3 lít nước. Thì lúc đó cái lượng phân cho mỗi cây sẽ tăng lên, thì như vậy thì sẽ đáp ứng nhu cầu của cây nha các bạn. Lưu ý là khi chúng ta tưới phân thì chúng ta cũng vẫn tưới nước như bình thường, là mỗi ngày ít nhất tưới một lần nha các bạn. Bởi vì chúng ta tưới phân như thế này thì vẫn chưa đủ nhu cầu nước cho cây. Chúng ta tưới phân mỗi tuần một lần và tưới liên tục 3 đến 4 lần, thì lúc này cây được khoảng 1 tháng thì chúng ta không tưới nữa nha các bạn. Thì lúc này cây nó lớn, bộ rễ nó phát triển nhiều rồi, thì chúng ta có thể bón phân vào gốc và tưới nước cho phân tăng vào trong đất thì cây sẽ hấp thu. Thì khi cây chưa có trái thì chúng ta bón khoảng 15 kg NPK 20-20-15 cho 1.000 m² đất. Các bạn nhớ là bón phân NPK 20-20-15 nhé các bạn, bởi vì đây là nhu cầu chung cho hầu hết tất cả các loại cây trồng. Thì khi cây bắt đầu cho trái thì chúng ta có thể tăng cái lượng phân bón lên từ 20 đến 30 kg cho 1.000 m² đất. Thì chúng ta có thể quan sát cây để chúng ta có thể tăng cái lượng phân hay giảm cái lượng phân cho phù hợp với sự phát triển của cây. Nếu chúng ta quan sát mà thấy, nếu chúng ta bón cái lượng trên mà thấy cây phát triển tốt thì chúng ta có thể duy trì cái liều lượng như thế. Còn nếu mà chúng ta thấy cây phát triển không tốt, đặc biệt là chúng ta nhìn những cái lá nằm, cái lá già nằm gần với gốc các bạn, nếu mà cây nó thiếu dinh dưỡng đi thì những cái lá già này nó sẽ vàng mau hơn, bởi vì cây sẽ huy động những cái chất dinh dưỡng dự trữ trong những cái lá này, nó sẽ đi nuôi cái phần trái hoặc nuôi phần lá ở bên trên. Rồi, tuy nhiên chúng ta không nên bón quá nhiều phân trong một lần bón, mà chúng ta nên rút ngắn cái thời gian bón lại. Ví dụ như là thay vì chúng ta tăng cái lượng phân lên 40 kg cho 1.000 m² trong một lần bón, và mỗi lần bón chúng ta bón là cách nhau 7 ngày, thì chúng ta có thể rút ngắn xuống còn 5 ngày mà chúng ta bón 30 kg phân trên 1.000 m². Như vậy nó sẽ tốt hơn là chúng ta bón một lần 40 kg. Bởi vì đối với cà tím này, khi chúng ta bón một lượng phân quá nhiều, cây nó sẽ hấp thu nhiều phân, thì nó làm cho giảm chất lượng trái các bạn, nó làm cho trái nó phình to ra các bạn và nó ngắn lại. Khi bón phân thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta bón ở khu vực mà có rễ tập trung nhiều nhất, thì như vậy thì cây nó sẽ hấp thu hiệu quả hơn. Thì để xác định được cái khu vực mà có rễ tập trung nhiều thì chúng ta xác định như sau. Thì đối với cái cây thì chúng ta sẽ nhìn cái tán cây và hình chiếu của cái tán cây xuống đất. Thì thí dụ là cái hình chiếu của tán cây xuống đất từ gốc ra là khoảng 60 cm, thì chúng ta xác định như thế này. Thì trong gốc ra, từ gốc ra 20 cm là cái nơi đó, cái khu vực rễ chủ yếu là rễ già. Thì kế tiếp từ 20 đến 40 cm là nơi khu vực nó rễ non tập trung nhiều nhất, và cái khu vực từ 40 đến 60 cm đó là cái khu vực đó là cũng là rễ non, nhưng mà cái mức độ tập trung rễ nó sẽ ít hơn. Do đó khi chúng ta bón phân, chúng ta chủ yếu bón tập trung vào khoảng từ 20 đến 40 cm, là 1/3 khu vực đó thì rễ nó tập trung nhiều, và khi chúng ta bón thì cây sẽ hấp thu hiệu quả hơn. Và một điều cần lưu ý nữa là khi các bạn bón phân thì chúng ta phải bón các loại phân mau tan, bởi vì cái phân mau tan khi chúng ta bón xuống á, thì chúng ta tưới phân nó sẽ tan nhanh và tan đều trong nước, lúc đó nó sẽ ngấm đều trong đất, nó không làm thay đổi độ mặn của đất nhiều, do đó nó không ảnh hưởng đến rễ cây. Còn đối với chúng ta bón cái phân lâu tan hoặc một số cái loại phân chậm tan á, thì khi chúng ta bón xuống đất thì cái lượng phân nó sẽ tan không hết, thì thường nó khoảng
tăng khoảng 40 đến 50%. Thì khi chúng ta tưới nước xong thì còn lại 50 đến 60% chưa tan đó, nó sẽ tan dần dần và nó ngấm vào trong cái khu vực đất tại chỗ đó, sẽ làm tăng cái độ mặn của đất tại cái khu vực chúng ta bón phân lên. Thì cái độ mặn nó tăng lên, nó làm cho hư cái rễ cây đi, thối cái rễ cây tại cái khu vực đó. Do đó thì chúng ta bón cái phân mau tan, nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn. Thì một điều lưu ý là khi chúng ta bón phân thì chúng ta có thể là sử dụng phân bón NPK, nó tổng hợp sẵn, có thể bán trên thị trường các bạn. Thì đối với cái phân mà tổng hợp sẵn thì nó có thường là có cái thành phần TE, hay gọi là thành phần trung lượng các bạn, thì chúng ta không cần phải bổ sung thêm cái phần này. Còn nếu mà chúng ta bón phân tự trộn, tức là chúng ta trộn từ các loại phân đơn như là đạm, lân, kali lại với nhau, thì chúng ta phải bổ sung thêm cái thành phần trung lượng này. Bởi vì cái thành phần trung lượng này đối với cây thì nó cần không nhiều, tuy nhiên là về chúng ta trồng lâu dài và để là cây nó phát triển bền vững thì chúng ta cần phải bổ sung cái thành phần này. Bởi vì để phát triển bền vững thì khi mà cây lấy đi những gì của đất thì chúng ta bổ sung lại cho đất các bạn, còn nếu không thì về lâu dài thì nó đất nó sẽ thiếu đi một số cái thành phần này. Ngoài ra thì chúng ta cái bổ sung thêm cái vi lượng, bởi vì vi lượng nó giúp cho trái nó bóng đẹp hơn. Thì đối với thành phần trung và vi lượng thì chúng ta bổ sung thêm thì chúng ta có thể là bổ sung qua lá, bằng cách phun xịt qua lá thì nó sẽ hiệu quả cao hơn là chúng ta bón vào gốc nha các bạn. Về vấn đề thứ ba là cắt cành và tỉa lá. Đối với cà còn nhỏ như thế này thì chúng ta bắt đầu tỉa những cái lá gốc và những cái chồi kém phát triển đi để tạo cái độ thông thoáng dưới gốc cây, nhằm hạn chế sâu rầy phát triển. Thì thứ hai nữa là tạo độ thông thoáng giúp cho các chồi còn lại nhận đủ ánh sáng và phát triển tốt hơn. Thì chúng ta cắt bỏ những cái chồi nằm khuất ở phía bên trong không nhận được cái ánh sáng mặt trời như thế này. Những cái lá trên những cái chồi này thường không quang hợp được, mà ngược lại chúng lại sử dụng năng lượng của cây. Vì những cái chồi này thường cho trái nhỏ và kém chất lượng, thì do đó chúng ta không để những cái chồi này, chúng ta nên tỉa bỏ chúng đi. Khi chúng ta tỉa thì chúng ta có thể chừa từ 5 đến 7 chồi như thế này, thì nó sẽ giúp tăng năng suất của cà đó. Thì các bạn có thể thấy một chồi có thể cho từ 1 đến 2 trái như thế này, thì 5 đến 7 chồi thì cái lượng trái nó tăng lên rất nhiều các bạn. Thì năng suất có thể cao hơn khi chúng ta cắt bỏ hết những cái chồi này. Tuy nhiên khi để nhiều chồi thì chúng ta cần phải để sao cho các cái tán lá nó không che khuất lẫn nhau, để các cái lá trên cây nó đều nhận được ánh sáng. Thì như vậy cây nó sẽ quang hợp tốt hơn, và cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cây thì cây mới cho trái hiệu quả được. Còn nếu chúng ta không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thì cây cho nhiều trái nhưng mà trái nó ra loại 2 và loại 3 nhiều hơn, do đó cái giá trị kinh tế nó không cao. Đối với những chồi khỏe còn lại thì chúng ta sẽ cột chúng lại như thế này các bạn, để hạn chế chúng đổ ngã và làm hư những cái chồi đi. Chưa kịp cọc lại này nó đã test ra rồi này, đây cái vết test này, cái vết test nó nằm dưới sát dưới cái nách lá này, các bạn thấy test này. Khi cà lớn thì chúng ta cắt tỉa những cái chồi kém phát triển nằm bên dưới những cái tán lá, và loại bỏ những cái lá già và cái lá nằm dưới cái tán các bạn.
Thì bởi vì những cái này nó sẽ không quang hợp được, ngược lại chúng lại sử dụng dinh dưỡng của cây. Và thứ hai là chúng ta cần phải tỉa đi những cái chồi nằm bên dưới mà lúc đầu chúng ta chừa các bạn, bởi vì những cái chồi nào mà nó không phát triển được nó sẽ nằm bên dưới cái tán lá này, nó không vượt lên được khỏi cái tán lá thì cái những cái chồi này nó không cho trái hiệu quả nữa. Và những cái chồi này thì sử dụng là lại là sử dụng dinh dưỡng của cây. Và thứ hai là chúng ta tỉa chúng đi để cho tạo cái độ thông thoáng ở dưới cái gốc cây các bạn, thì hạn chế sâu rầy phát triển. Đây các bạn có thể thấy đây, thì chúng ta sẽ tỉa những cái chồi này, tỉa bỏ cái chồi này các bạn, thì cái chồi này nó không cho trái hiệu quả nữa thì chúng ta cắt bỏ đi. Thì đối với một cái chồi còn nhận được cái ánh sáng như cái chồi này thì chúng ta có thể để lại. Thì các bạn có thể thấy đây, những cái chồi này nó còn những cái nụ các bạn, cái nụ này thì nó sẽ cho ra trái. Thì chúng ta sẽ khi nào thu hoạch xong hai cái trái trên cái chồi này thì chúng ta cắt tỉa luôn. Thì bây giờ chúng ta tỉa những cái chồi ở bên dưới nè bạn, chồi này nó kém phát triển rồi. À, chúng ta tỉa những cái chồi nằm ở dưới cái tán lá như thế này, chúng ta tỉa bỏ hết nha các bạn. Và những cái lá nằm ở bên dưới cái tán cây, chúng ta tỉa chừa lại cái mặt bằng cái tán cho nó đều nhau, cho tất cả các lá nó đều nhận được cái ánh sáng mặt trời. Những cái chồi này là nó không cho trái hiệu quả mà ngược lại nó tiêu thụ quá dinh dưỡng của cây, do đó chúng ta sẽ tỉa hết những cái chồi nhỏ này. Chúng ta tỉa lá. Về vấn đề thứ tư là phòng trừ sâu bệnh. Thì đối với cà tím thì thường có một số sâu bệnh thường gặp như là sâu đục thân, đục quả, thì bệnh do rầy xanh, rầy sâu xanh, bệnh do nấm, thì bệnh do virus và bệnh do dinh dưỡng. Thì để hạn chế sâu bệnh hại trên cà tím thì vấn đề đầu tiên là khi chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu vụ trồng thì chúng ta cần phải dọn sạch cái những cái tàn dư thực vật trên đồng ruộng. Thì khi chúng ta trồng thì chúng ta phải làm cỏ tạo cái độ thông thoáng với mặt đất nhằm hạn chế sâu rầy phát triển. Thì đối với những cây bệnh hoặc những cây bị sâu bệnh thì chúng ta cần phải loại bỏ đi. Đối với sâu đục thân, đục quả thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái trái mà bị sâu đục rồi đó, bởi vì những sâu nó ở bên trong đó nó sẽ phát triển và hoàn thành cái vòng đời của chúng, thì chúng sẽ nhân lên cái mật số đi rất là nhiều. Còn đối với bệnh do virus thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái cây ra khỏi đồng ruộng, bởi vì virus trong cái thân cây này nó có thể là nó phát tán ra và lây lan cho những cái cây khác. Thì đối với bệnh do dinh dưỡng thì chúng ta cần phải bổ sung về dinh dưỡng. Đối với sâu bệnh trên cà thì có rất nhiều cái vấn đề để chia sẻ, cho đó thì tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn ở một video tiếp theo.
thì hy vọng là các bạn sẽ đón theo dõi nhé các bạn. Còn nhiều video chia sẻ kinh nghiệm về trồng trọt được phát trên kênh Thư Giãn Và Cuộc Sống. Hy vọng là các bạn đón xem và đóng góp ý kiến cho mình nhé. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nha các bạn. Thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.